Laptop Đức Việt xin chào tất cả các bạn. Nếu thực sự quan tâm và đã nghiên cứu về những sản phẩm của thương hiệu Dell, đặc biệt là dòng Dell Latitude, bạn sẽ nhận thấy ngay phong cách khá gồ ghề với khung chi meta. Nắp máy được làm bằng chất liệu nhôm bền bỉ, nổi bật với logo truyền thống. Phía dưới nắp máy là tấm bản lề magie, chắc chắn giúp máy sống sót trước những tác động cơ học mạnh. Dell Latitude E6320 có kích thước 13,2 x 8,8 x 1,2 inch và có trọng lượng 4,2 pound nên có thể dễ dàng mang theo trong suốt quá trình di chuyển. Nhà sản xuất cũng cho hay chiếc laptop này đã vượt qua những bài thử thách từ quân sự Mỹ về khả năng chống chịu ngoại lực, chịu độ rung, khả năng hoạt động trong những điều kiện nhiệt độ cao, bụi bẩn, tốc độ gió mạnh và độ cao lớn, tiêu chuẩn MIL-STD 810G. Chiếc laptop Dell Latitude này được trang bị chip xử lý Intel Core i5 2520M với tốc độ xung nhiệt chuẩn 2,5 GHz. Trong một số trường hợp, chiếc xử lý này có thể tự nâng hiệu suất của mình lên 3,2 GHz nhờ công nghệ Turbo Boost tích hợp. Đây là chip xử lý thế hệ thứ hai nền tảng Sandy Bridge siêu mạnh mẽ và mang đến tốc độ cao khi xử lý dữ liệu nhờ khả năng tự phân luồng xử lý với công nghệ Hyper Threading. Ngoài chiếc xử lý mạnh mẽ, E6320 còn được trang bị thêm bộ nhớ RAM 2GB, ổ cứng HDD dung lượng 250GB cùng các đồ họa Intel Graphics HD 3000. Với một cấu hình như thế, chiếc laptop này hoàn toàn có thể đáp ứng mọi nhu cầu từ phía người sử dụng, kể cả là việc chơi game đồ họa cao hay chạy các ứng dụng nặng. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể dễ dàng nâng cấp các linh kiện như RAM hay ổ cứng nếu thực sự có nhu cầu. Máy khá nhỏ gọn khi sử dụng màn hình 13,3 inch với độ phân giải HD. Màn hình này được tích hợp công nghệ anti-glare LED backlit cùng độ sáng 200 nit, mang đến chất lượng hình ảnh trung thực và sắc nét. Khi xem đoạn phim Best Theater 1080p, chúng tôi nhận thấy đôi mắt xanh và màu son môi đỏ được hiển thị rất sắc nét. Tuy nhiên, góc nhìn của màn hình này lại khá hạn chế. Góc nhìn tốt nhất là khi đối diện với màn hình. Ngoài ra, máy còn được tích hợp một camera hỗ trợ nhu cầu gọi video từ phía người sử dụng. Bên cạnh màn hình là hệ thống âm thanh cũng là một điểm đáng chú ý trên chiếc Dell Latitude này. Hệ thống loa máy được thiết kế dọc hai bên bàn phím, mang đến chất lượng âm thanh tốt. Nếu để âm thanh ở mức bass volume thì có thể trải rộng một căn phòng nhỏ. Dell Latitude E6320 sử dụng một hệ thống bàn phím thông minh với các nút bấm êm nhạy, kích thước phím khá rộng, khoảng cách giữa các phím hợp lý mang đến hiệu quả cao trong công việc soạn thảo văn bản. Ngay chính giữa bàn phím là một checkpoint nằm giữa các nút G và H, hỗ trợ người dùng dễ dàng hơn trong công việc tùy chỉnh con chuột chuột. Ngay phía dưới hệ thống bàn phím là một touchpad với kích thước 3,1 x 1,6 inch. Touchpad này qua sử dụng thực tế đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng với bề mặt trơn tru và không có ma sát. Với touchpad này, mọi tác vụ cảm ứng bằng các đầu ngón tay như cuộn, lật trang, phóng to hay thu nhỏ đều được thực hiện một cách dễ dàng. Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều tùy chọn nâng cấp và nhiều cấu hình khác để bạn chọn lựa. Bạn có thể xem máy và tư vấn trực tiếp tại cơ sở 1233 xã Đàn, quận Đống Đa, cơ sở 2186 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng. Để nhận thông tin về sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, sự kiện chăm sóc khách hàng, hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!